Hello, xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây. Và hôm nay mình lại solo squad đây. Vâng, lại mình nghe tiếng súng bên này. Đây rồi, thì nên chạy ra, hình như lúc đồ con boss thì phải. Vừa giết một con boss xong anh em ạ. Ok, đợi bạn hơi bị lâu nhá. Vâng, confirm luôn. Và hôm nay cũng như mọi khi Pekado là nhà. Tại vì cái đường bay không hiểu sao dạo này mình cứ matching là nó cứ vào Pekado nhá. Còn ở Đeo Ba Trón thì chả thấy một cái đường bay nào bay qua. Rất là khắm luôn. Kiểu mình vào ngẫu nhiên đi, được trận nào mình chơi luôn, chứ không kiểu phải ao ra vào lại tìm trận. Với lại solo squad mà, đâu có làm cái khám phá hay cái gì đâu, cần tìm đường bay đâu. Và ngẫu nhiên, thế là quẩy rồi. Đây, nó ở nhà bên cạnh. Vâng, yếu thế này. Ui dồi ôi, chạy vào ngay căn phòng đây. Lại là căn phòng đây. Nhưng mà bạn ấy yếu rồi. Ui dồi ôi. Vâng, bạn ấy yếu rồi mà. Yếu rồi thì một quả bom sẽ ăn ngay. Mong là phiên bản tiếp theo thì PUBG Mobile sẽ fix lại cái đam của quả bom nhá. Chứ nó yếu như này, mình cảm giác mình ném bom ấy nó không được chuẩn tí nào. Mặc dù đã ném một chân của đối phương rồi, nhưng người ta không chết nó mới hay chứ. Mà hình như clear rồi thì phải. Nếu mà clear sao chỉ có hai người nhỉ? Mình có chơi nhầm chế độ đùa không ta? Chắc là kiểu bọn này nó nhảy lẻ hoặc đồ squad. Chứ lúc nãy mình nhớ là mình đã chọn squad rồi. Vâng, nó chỉ là một con bot mà thôi. Trời ơi, AUG này trời. Chả thơm tí nào. Thôi không sao. Lại cam thính vậy. Còn kiểu gì cũng có người nhặt mà. Thoát đi điếu nào được. Vâng, có xe đến nhặt thính này. Đầu này. Ui giời, cái thằng này nhấp nhô nó nhiều thế hả rồi. Ui giời ơi, cứu nhau lộ cái đầu là như thế kia cơ mà. Vâng, mình chỉ mới confirm thằng bạn của nó thôi. Và mình sẽ bắn pháo lốp xe của nó để nó khỏi đi nhá. Mấy thằng này nó cảm thấy bất an là nó phải lên xe nó phóng ngay đấy, khi mà bị gạt giò đồng đội xong ấy. Nếu là mình cũng vậy thôi. Ô, cái lốp xe này nó khó phá nhỉ. Ui giời ơi, thế này cho nó nhanh đi. Có mỗi cái lốp xe bắn mãi không xong, chắc là bị lác đồ anh em ạ. Bắn vào đất hết không chứ chả nhìn thấy cái lốp xe nó thủng cái nào. Vâng, lượn xuống xem nó có cái đồ gì ngon không. Đang thiếu scope 4 hoặc scope 6 gì đấy để xoáy xa đây. Hôm nay thì mình sẽ bắn M4 sai lần. Dạo này thì mình cũng khá là thích M4 sai lần ấy. Cái định mệnh con boss này nó cũng tăng động ghê. Này thì tăng động vừa phải nhá. Cứ đảo liên hồi thôi. Bị bắn đang nhễ nằm xuống nằm im. Để cho mình kê hết shot. Thế nó mới chuẩn. Lượn qua lượn lại. Đau hết cả mắt. Vâng, AUG có nên bắn không nhỉ? AUG mình cũng không có skin đẹp cho lắm ấy. M4 thì cái khẩu M4 này mình mới nâng cấp lên thì nó kiểu nó
màu nó rất là đẹp. Ui, có mấy bạn trên nhà thờ khều này. Ô, núp luôn rồi. Sao không khều nữa với bạn? Vâng, nhấp vô khá là nhanh, không thể kê được hết shot này mà. Nhưng không sao, nó khều được mình kêu khều được. Trời ơi, M24 khều thì nó phải gọi là mắc binh thế giới. Ok. Trời ơi, chơi mình nhỉ? Đùa thật ý. Hay là cố nhấp vô để cho cái thằng ở dưới bắn thế này. Rất là khôn nha. Đấy, có bài của người ta hết cả đấy anh em ạ. Bây giờ là mình cũng dính nhiều rồi, không phải dụ nhá. Tôi đây, tôi cũng bị nhiều pha dụ dụ, xong thằng còn lại nó bắn. Đùa thật chứ, nhiều lúc cay vãi chưởng anh em ạ. Nhưng mà bị giết nhiều thì cũng khôn ra. Đấy đấy, lại nhấp nhô ấy. Cứ nhấp đi, khi mà đời còn cho phép. Này thì đấy, trúng rồi đấy. Trời ơi, không biết lúc nãy nó nhấp kiểu gì, nhanh vãi chưởng, mình kê đầu rồi mà không thể dính được anh em ạ. Vâng, mình cứ nghĩ thằng đồng đội nó sẽ bắn mình cơ. Chắc là đang cứu rồi. Trời ơi, bỏ bên đây làm sao đồng đội sang cứu được cơ chứ. Vâng, nó ở bên đây này, đối diện mặt mình này. Bây giờ làm gì đây? Ui, lên này. Ok. Ủa? Thế này thì là squad mà. Vâng, nãy giờ mình cứ tưởng là mình đang bắn đồ cơ. Thế mà lại là squad à? Cú lửa. Sao trận này bọn này nó cứ thích đi lẻ 2-2 ấy nhở? Thật là vô lý. Còn một trận đấu mà chúng nó kiểu chia ra bắn đồ như thế này đấy. Cực kỳ vô lý luôn đấy. Đây là trận đầu tiên mà mình gặp như thế này. Ui, tính dừng lại cả khịa thằng kia mà cái định mệnh đó nữa. Ở đâu ra nó đã tớp cho vài viên đạn rồi. Ghê vãi. Vâng, có xe lên đồi này. Vâng, một con khỉ. Ui thôi, khỉ bị kẹt rồi. Ok, bạn ấy chết luôn ạ, vãi chưởng, mình cứ tưởng nó nóc cơ. Ồ, có smoke lút thính đây này. Ui giời, có người luôn. Trời ơi, kỳ ghê luôn ấy. Mình ấn nhầm mạ. Thế luôn cái nút bắn bên trái ấy. Mình sấy xa hay kiểu sấy nút bắn bên trái rồi chạm chạm hoài không trúng, đến mãi sau mới sấy được, hay là tấm lại dập đi đầu đậu phộng. Thôi chắc là mình sẽ đi bo chứ tầm này chạy vô bo hơi căng này. Như người thì phải, đúng rồi này. Trời đất ơi, thể luôn ý, vậy thì rất là dễ shot nhá.
Ở cái lúc mà mình kê kê là cái tay mình kiểu gì? Đẩy thôi. Đẩy đẩy đẩy. Sâu nhất đây. Đẩy. Đẩy. Từ từ để thoát khỏi khu nhà này đã. Nếu mà còn thằng nào nó xảy ra thì gãy. Vâng, lượn lượn ra sau này cho an toàn nhá. Đi xe máy kiểu chạy đến tay hành tinh là bị sấy chết lên xe luôn đấy. Vâng, sờ móc khá là nhiều. Ui giời ơi, cái gì đây? Nó lại là một câu chuyện buồn đấy em ạ. Trời ơi, khổ thân. Vâng, đồng đội nó còn bị kẹt ở giữa cái đây. Ai đã từng bị kẹt ở giữa đây, điểm danh nào? Mình cũng đã từng bị nhỉ? Bị dụ. Mình là mình bị dụ ấy nhá. Cơ mà mình cũng ra được. Tại vì đồng đội nó cũng khá là có tâm. Cứ gặp mấy anh rơi vào đấy, gặp mấy đồng đội không biết kéo ra thì đúng là gãy tivi. Vâng, còn 7 người nữa. Có một bạn chết ngoài bờ. Wow. Tầm này mà chạy bo để chết ngoài bo thì hơi gắt đấy. Vâng, hình như có cái gì dài dài đen đen này. Tay thì ninja này. Ninja này. Chạy thế điếu nó được. Vâng, ở trong cái khu nhà kia rồi. Không biết ở trên đồi hay sau lưng mình có hay không. Phải cẩn thận em ạ. Dễ gặp cái kiểu mà một thằng ấy nó còn lè lè đó. Thế là nó chạy lên tay tin mà mình không biết được. Nó cũng có thể ở ngay sau lưng và confirm bạn bất cứ lúc nào. Vâng, ngay đầu công kia này. Một team. Nóc 1 này. Ui giời, hết đạn rồi. Nó yếu lắm rồi. Nóc 2 này. Cái định mệnh. Vãi trưởng thật. Thề luôn đấy. Biết thế mình xây cái thằng áo trắng. Đùa cái thằng đứng im một chỗ bắn sau cũng được. Ở ngay trước mặt viền mình rồi. Bây giờ nó ke đấy. Ồ, nó bị xây chết luôn rồi. Ui đấy, có sai đâu. Không để ý thì kiểu gì chả có một thằng nó chạy đến ngay sau lưng mà mình không bao giờ biết được. Và như thế là mình bị confirm mạng rất là vô lý luôn. Vô lý vãi trưởng. Vâng, nó ở ngay trong cái căn nhà trước mặt mình thôi. Vâng, chỗ mình vẫn ngoài bo nha bạn. Mình nghĩ là nên phải chạy qua bên này. Để cho có trong bo chứ đứng bên cái góc đấy không thể đứng được ấy. Cái lỗ của cái nhà đấy có thể nhìn lên được. Sợ lắm em ạ. Vâng, tầm này bo khó rồi. Tầm này chúng ta cần phải ném bom. Nhưng mà mình nghĩ nó sẽ không chết được đâu. Mình sẽ ném smoke để che đi cái mặt của nó. Ui, cái định mệnh. Thề luôn đấy. Tự dưng ở đâu lao lên bắn như một vị thần. No. Ui may quá. Trời ơi, mình nhìn thấy quả bom luôn ạ. Thế luôn không biết nó bắn kiểu gì. Nó nhìn thấy mình được nhở.
Vô lý vãi chưởng. Vâng, hơi khó rồi. Ui, mình ăn được này. Trời ơi, mình cứ tưởng mình chết pha đấy cơ. Hơi solo một tí. Nó cũng cầm 219 mệnh quá đi. Mình không nghĩ là mình ăn được luôn á. Đây, quá thơm. Thiên nhiên bo đẹp hơn nhưng lại không tận dụng được. Rồi, bye bye mọi người. Hẹn là các bạn trong những video sau. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Bye bye. Nhớ like và comment bên dưới video của mình nhá.